Bác nhá, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô máy cưa xích Nhật bãi số điện thoại cửa hàng em là 0976123320. Bác nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại cửa hàng em nhá. Cái lô này sẽ là lô A này, sẽ là lô A nhá. Một cái lô cưa gồm sẽ gồm có 10 cây. Đấy, bác nào xem clip thì vui lòng sẽ xin nút like nhé các bác nhé. Đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Thì lô này sẽ gồm có vài cây nó rất là VIP luôn, rất là VIP luôn cho anh em nhé. Có thể sưu tầm hay về cắt rất là sướng. Có một cái điêu khắc này, con Makita này, hai con điêu khắc nữa này. Đấy, hai con Estin nhá. Hai con Siwa 380 luôn này, Estin này. Và một con Echo Makita rất là đẹp luôn. Đó. Khi các bác mua hàm em cái sản phẩm theo kèm nhá, sẽ gồm có cái rũa này và cái tuýp nhá. Rồi, em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cưa xích ngày hôm nay. Thì đầu tiên nhá, đầu tiên thì phải nói giới thiệu cho anh em một con siêu phẩm luôn, siêu phẩm của ngày hôm nay. Con này mang nhãn hiệu là Zilby. Đấy, máy của Komatsu nhá, Thụy Điển đấy ạ. Con này là mã của nó ES2500. Con này là siêu VIP luôn. Đó là thuộc cái dòng mà cưa gọi là cưa điêu khắc các bác nhá. Đấy. Con này trọng lượng rất là nhẹ, nó trọng lượng chỉ là rơi tầm 3 kg. Đấy, dành cho các bác nào đi kiểu điêu khắc nhá, hay là mình mang đi picnic, đi phượt, đấy, hay là đi tỉa cành các kiểu cho rất là VIP luôn. Còn lam của nó lam điêu khắc này, lam rất là xuất sắc luôn nhá, lam kiểu lam zin, lam genoa luôn các bác nhá. Máy rất là đẹp luôn này các bác này. Bồ biếc này, bồ biếc nó còn nguyên lớp sơn nhá. Con này thì giá sẽ là hơi là cao vì cái dòng này dòng siêu hệ luôn. Dòng siêu hệ luôn các bác nhá. Con này giá 2.300.000 bao phí ship nhá. Rất là hiếm. Đấy, dòng này thì chạy rất là ngon, có trợ lực, có bơm xăng phụ luôn nhá. Đặc biệt cái dòng này siêu mini luôn. Ok, test nổ tiếng máy con số 1 cho bác, con này giá 2.300.000 bao ship nhá. Quá đẹp luôn. Đó, các bác nào đam mê đi picnic hay là đam mê sưu tầm. Đó, con này quá ngon luôn. Con này giá 2.300.000 bao phí ship nhá. Ok, rồi. Tiếp theo số 2, số 2 này thì cũng là con market con tay cụt, nhưng mà các bác nào muốn giá mềm hơn thì bác chọn con này cho em. Con này cũng là siêu phẩm luôn nhá. Các bác nhìn này, nó rất là đẹp luôn nhá. Nhìn cái tem của nó này. Ốc của nó là ốc vàng 7 màu luôn nhá. Con này thì máy đẹp xuất sắc luôn. Máy đẹp đến 90% luôn cho bác này. Ốc áng này rất là đẹp, made in Japan nhá. Lam con này lam 35 nhá. Xích con này xài xích mini. Lam zin, xích zin lam rất là đẹp nhá. Nhìn nó bong tí lớp sơn này thôi. Các bác có thể nhìn cái lớp lam nó quá là đẹp luôn. Con này cắt củi gia đình. Đấy, cắt củi gia đình rất là tuyệt vời luôn nhá. Dòng này thì khỏi nghĩ rồi. Cái dòng này là một trong những cái dòng mà nhạy nổ nhất của những cái dòng máy cưa nhá, rất là hơi hám, rất là căng. Đặc biệt cái dòng này thì nó rất là lợi xăng, vòng tua lớn. Rồi, vòng tua lớn. Con này thì bán anh em giá 1.900.000 nhá. Con này trọng lượng của nó rơi tầm 4.7, 4.8 gì đấy. Ốc áng còn nguyên nhá, rất là đẹp luôn này. Sáng, đẹp, xuất sắc luôn. Ok, test nổ tiếng máy con số 2 cho bác. Con này giá 1.900.000 bao phí ship. Như tiếng súng luôn nhá. Ok, đây này, các bác có thể cảm nhận nhá. Bây giờ chỗ lực này. Đây. Rất là VIP luôn. Rồi, tiếp theo số 3 này cũng là con siêu phẩm này. Con này siêu nhẹ luôn, 3 kg. Đây, con này thì máy Singu nhá, Singu. Cũng còn siêu mini, siêu nhẹ luôn, siêu nhỏ gọn nhá, rất là VIP. Con này thì mã của nó là 275 nhá, 27cc. Làm điều khác này. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Các bác nào muốn mua con cưa nhỏ nhỏ xinh xinh mà đẹp, dùng ngon, chuyên đi tỉa ấy ạ. Quá tuyệt vời luôn. Con này nó có cả thắng xích luôn cho anh em này. Con này dòng này có thắng xích luôn cho anh em nhé. Bình xăng con nằm phía sau nhé. Rất là VIP luôn. Dòng vòng tua rất là lớn nhé. Con A3 này giá là 2.400.000 bao phí ship nhé.
toàn siêu phẩm luôn. Ok, test nổ cho bác này. Trợ lực. Quá VIP luôn. Rất là nhẹ, rất là đẹp. Con này giá là 2.400.000 bao phí ship nhá. Ok, tiếp theo con số 4 này. Số 4 này là con, cũng là con hệ điêu khắc nhá. Con này rất là đẹp luôn này. Con này thì máy đẹp xuất sắc luôn. Máy như chưa xài, xài hàng xài lướt nhá. Lam con này lam 40 luôn, lam Makita, xích là xài xích trung 91 luôn nhá. Hàng siêu VIP luôn. Thắng xích thắng xiếc có luôn nhá. Siêu phẩm luôn. Bây giờ một tay hơi khó dùng. Quá đẹp. Không còn gì để chê. Mã của nó là MEA3110. Máy đẹp xuất sắc luôn. Dòng siêu phẩm luôn cho bác. Trọng lượng chỉ tầm 3 cân rưỡi thôi. Đấy, ok. Test nổ tiếng máy con số 4 cho bác. Con này giá 2.400.000 bao phí ship nhá. Đấy, những cái dòng này thì giá sẽ hơi cao hơn một chút xíu so bình thường. Rất là đẹp. Bạn hàng siêu tầm thôi. Hàng này đi câu cá, mang đi cắt củi thì quá tuyệt vời luôn. Ốc áng này sắc luôn nhá. Con này giá là 2.400.000. Con số 4 nhá, 2.400.000 bao phí ship. Ok. Rồi, số 5. Số 5 và số 6 này là hai con siêu phẩm luôn. Rất là đẹp, hai con Estin nhá, Estin tay cụt nhá. Con số hai con số 5 số 6 là Estin 011 này. Lam, lam 35, xích là xài xích trung 91 nhá. Cái dòng này là chạy không phải nghĩ luôn. Đời máy này sản xuất tại Đức này, xài IC này, cực kỳ loại xăng nhá và cực kỳ bền nhá. Thắng xích thắng xiếc còn nhá. Đấy, trọng lượng máy là tầm 5 kg. Đấy, ốc áng của nó này nguyên logo Estin các kiểu nhá. Zin nguyên bản từ A đến từng con ốc luôn cho các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, Estin này thì chạy không phải nghĩ. Con này là một con tay cụt. Nó công suất, nó được trang bị công suất lên tới 40cc nhá. Cực kỳ mạnh các bác cắt gia đình, hoặc là các bác cắt củi, hoặc là các bác cắt keo trước nhá, thoải mái luôn. 40cc các bác biết rồi. Một con máy trang bị cho một con tay cụt, xài cực kỳ đỉnh cao luôn. Test nổ con A5 cho các bác nhá, giá 2.000.000 bao ship nhá. Quá mạnh luôn, hơi hiếc rất là căng nhá. Con này giá 2.000.000 bao ship này. Ok, tiếp theo A6. A6 cũng là Estin 011 nhá. Thì mọi thông số đều giống con A5, 40cc, con tay cụt. Rất là đẹp, ốc áng này, 7 màu luôn. Toàn là ốc zin hết nha các bác kia. Ok, test nổ luôn này, xích thắng xiếc còn nhá. A6 giá 2.000.000 nhá, bao ship này. Ok. Rồi. A7. A7 này nhá, A7 A8 này là hai con siêu phẩm. Siro A380, Siro A380, 38cc, nòng 40 ly cực mạnh luôn. Hệ các bác có thể đi khai thác được nhá. Con này thì nó là trọng lượng của nó nhá, trọng lượng của dòng Siro A này thì nó rất là nhỏ nhẹ nhá, hai con Siro A nòng đứng đời cao. Hai con này trọng lượng nó chỉ là rơi tầm 5 kg, chính xác là 5 kg nhá. Lam em này là lam 35, xích là xài xích mini, xích chuột nhá. Đấy, nòng đứng này. Cái đời này thì là rất là lợi xăng. Thứ hai là vòng tua cực kỳ mạnh nhá. Vòng tua thì Sinoa nó đứng số 1 rồi. Và cái ưu điểm của nó là phụ tùng quá là dễ kiếm luôn, quá là dễ kiếm luôn. Hai ốc giữ lam này. Dòng này thì dòng Sinoa này thì nói về Sinoa thì nó là số 1 của Nhật Bản nhá các bác nhá, không phải bàn cãi nhiều. Đó. Con số 7 này giá là 2.800.000 bao phí ship nhá. Đấy, em sẽ test test nổ con này cho bác nghe tiếng nổ nhá. Đây.
Hồi rất là căng này. Hồi quá là căng luôn các bác nhá. Rất là mạnh luôn. Nhỏ nhưng có võ nhá. Đấy, một tay thì test nó hơi khó nên có thông cảm nhá. Con này là giá 2.800.000, số 7. Trọng lượng chỉ 5kg thôi. Con này các bác mang đi mà cắt thì cắt những cây keo ở kia rất là sướng luôn. Đặc biệt các bác là làm xưởng gỗ bóc nhá. Những con này rất là nhẹ nhàng. Đấy, dùng rất là sướng. Ok, mã số 38 này. A8 là con là Shirawa 380. 38cc nòng 40mm. Ok, test nổ cho bác này. Con này thì chưa bắt con ốc ở đây nhá, quên mất. Đấy, em sẽ bắt con ốc cho các bác nhá. Các bác nào chốt đấy ạ. Kinh khủng luôn. Cái này thì quên không lắp con ốc vào. Vừa lắp lam vào để lên clip cho bác luôn. A8 này giá 2.800.000 nhá. Ok. Rồi, tiếp theo A9. A9 này là con Estin 010, con Estin tay dài 40cc. Nòng 40mm nhá. Lam con này lam 40 luôn này, lam Estin lam zin nhá, xích là dài xích trung 91 nhá. Thắng xích thắng xiết còn nguyên cho anh em. Con này thì quá xuất sắc rồi. Quá là xuất sắc luôn nhá. Ok, test nổ tiếng máy con A9, con này giá 2.100.000 nhá. Con này các bác đi cắt keo kia thoải mái luôn. Rất là ngon luôn. Các bác ơi, để cảm nhận tiếng máy này. Thắng xích còn nhá. Tiếng máy quá kinh khủng luôn. Đời xài IC nó đẳng cấp rồi. Con này là giá 2.100.000 nhá, thương hiệu Estin. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay con A10. A10 này là một con Makita này, con Makita. Đây các bác nào muốn xài một con quen xài mấy cái thương hiệu mà Zangma hay là Echo hay là Makita thì nó đây là cùng một hệ nhá. Con này đời 4 số luôn, 3601 này. Ốp của nó này, ốp của nó bằng kim loại nhá, bảo vệ rất là chắc chắn cái phần bộ hơi hám nhá. Không có lo là bị ảnh hưởng đến hơi hám. Lam con này lam 30 nhá. À, 35, lam con này lam 35, hàm dòng hàm riếc này, xích là xài xích mini, xích con này thì bác nào chốt em lại sẽ lên xích mới cho bác, sẽ lên xích mới và cho bác cắt cho nó sướng. Đấy, con này thì 36cc, nòng 40mm, thích hợp cho bác nào đi cắt keo, thích hợp cho bác dòng cắt khai thác tầm trung nhá, cắt keo, cắt xoan, cắt xiếc rất là tuyệt vời. Dòng này thì chạy khỏi chê luôn, rất là mạnh luôn, cái dòng này chạy rất là mạnh và đặc biệt, rất là bền luôn. Con này là 36cc nòng 40mm. Ok, test nổ cho bác con số 10 này. Con này trọng lượng là 5,5 cân thôi. Rất dễ dàng cho bác mang vác di chuyển nhá. Test nổ luôn nhá. Bác nào chốt ấy, em sẽ lên xích mới cho bác. Rất là nhẹ nhàng. Rất là êm. Con này bán anh em giá 2.300.000, bao phí ship nhá. Rồi ok, em xin phép tạm dừng clip tại đây. Bạn nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.